Hello, xin chào quý chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA nha Trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một chủ đề rất là hay luôn liên quan tới tỷ phú Mỹ Cái như là xưa nay khi nói tới tỷ phú là mọi người sẽ hiểu lầm gì nè Tỷ phú Mỹ họ rất là uh, nhân ái, họ quyên hết tiền cho từ thiện, họ không để lại tiền cho con cái họ Đúng không? Câu đó là chúng ta đã nghe khá là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà no, thật ra là gì? Không hề có chuyện đó Mặc dù họ tuyên bố vậy đó Nhưng mà tiền nó nằm trong gia đình họ Nó nằm trong con cái họ hết Không có chuyện mà quyên hết Ở đây ha, Cái hiểu lầm lớn nhất trong lịch sử nhân loại là nằm chỗ đó đó Chúng ta nên xác định các tiêu chí gì đây Tỷ phú Tỷ phú đô la nha Họ cũng là người Mỹ họ cũng là người Mình thương con cái của mình Họ cũng thương con cái của họ Và chúng ta không có tính giỏi hơn tỷ phú Mọi người cũng ngày xưa nay mọi người nghe nói gì Tỷ phú đóng thế rất là ít mà cái mấu chốt sâu xa nằm trong cái sự đóng thế các lịch Nằm ở chỗ là gì? Họ đâu có để cho chính phủ đóng thế họ dễ dàng Mà sao? Phải không? Mọi người có thấy trước tiên tỷ phú nếu mà tính ra cái mức đóng thế của họ, họ đóng thế có 2-3% thôi phải không? Hay thậm chí là những cái công ty lớn như Amazon đó, nó kiếm tiền á đó, Nó đóng thế 0% Mọi người cũng thấy trên TV rồi đó Trong khi nếu mà cô chú anh chị mọi người đi làm á, mọi người phải đóng thế cơ mười mấy phần trăm Mọi thấy sự khác biệt chưa? Khác biệt nằm ở chỗ nào? Khác biệt nằm ở chỗ chúng ta là dân thường, họ là tỷ phú Ok, cái, cái khác biệt nằm chỗ này nè Nếu như mà mọi người bình thường như chúng ta, chúng ta tới mùa khai thế, chúng ta phải khai thế đúng không? Phải không? Hoặc là chúng ta có làm ăn kinh doanh gì, chúng ta cũng không có bao nhiêu cái khoản khấu trừ để mà có thể đóng thế ít hết đó Nhưng mà tỷ phú á, tức là gì? Tức là chủ có mấy ông chủ có tập đoàn công ty lớn ở trên thế giới á Là họ đã mướn bao nhiêu công ty mà chuyên về thế thậm chí là mướn mấy cái uh, 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 tập đoàn mà coi như là kiểm toán lớn trên thế giới như là KPMG, Deloitte hay là Ernst Young đó để mà sắp xếp về thế của họ mướn bao nhiêu luật sư mà chuyên về thế luôn đó nha à, và mướn bao nhiêu chuyên gia thế để mà tìm kiếm các lỗ hổng kẻ hở trong lực thế của Mỹ nó gọi là loopholes nó gọi là tax loopholes tìm kiếm các cái lỗ hổng trong lực thế của Mỹ để giúp cho họ luồn lách giống như là con sâu vậy đó để cho họ đóng bớt thế tại vì cái tiền mà mấy người tỷ phú đó có thể bớt đóng thế lại đó là dư sức trả lương cho mấy cái người mà chuyên gia thế mà họ mướn về đó mà người thấy không cái thí dụ đó để cho mọi người thấy là gì là ca tỷ phú họ tính đó nghe gấp 1 ngàn lần chúng ta tính thì làm gì mà có chuyện mà họ quyên tiền của họ cho từ thiện được còn tiền của họ mà họ cho con cái họ là như thế nào trước tiên họ không có phải là để cho con cháu của họ thừa hưởng trực tiếp được tại vì như vậy là họ sẽ bị đóng thế đó mọi người là họ cho con cháu của họ trước tiên là gì cho nó thừa hưởng cổ phiếu của trong công ty họ cho nó thừa hưởng mấy cái quỹ từ thiện hoặc là thành lập những cái quỹ từ thiện mà cho tụi nó thừa hưởng tại vì sao cổ phiếu á nếu mà mọi người không bán là chính phủ không có đóng thế mọi người được nào, chính phủ không có đóng thế mọi người, ai cô chú anh chị nào mà có chơi cổ phiếu mặc dù chơi ít nhưng mà mọi cũng thừa biết rồi, đó. không bán là chính phủ không có đóng thế cái phần đó. Mấy cái quỹ từ thiện không có bị đóng thế. không? Mà không bị đóng thế, tức là không bị đóng thế, nhưng mà tiền á nó này, vẫn nằm trong tài sản gia đình mấy người đó. Ok, vậy thì câu hỏi kế tiếp. Ủa vậy nếu mà vậy thì tiền đâu họ xài? Mấy người tỷ phú như là Elon Musk hay là gì Jeff Bezos đồ đó hay thậm chí ông Bill Gates sai là Warren Buffett rồi đó họ xài tiền là họ mượn cái tiền ở trong cổ phiếu của họ ra mượn đó không dĩ nhiên họ sẽ trả lời trả tiền lời đó nhưng mà cái tiền họ mượn là dư sức cho họ gì sống cuộc sống dương dạ đúng không nhà xe máy bay du thuyền trực thăng tàu lặn tàu ngầm gì đó vô tư nhưng mà họ không bị đóng thế tại vì cổ phiếu họ vẫn nằm yên đó <laughs> dĩ nhiên chúng ta mượn không được tại chúng ta không có gì để mượn hết nhưng mà gì họ là tỷ phú và những cái số tiền uh, sở hữu cổ phiếu của họ là giúp cho họ tỷ phú thì cái này mọi người cứ google uh, uh, xem tin tức kinh tế thật sự được mọi người sẽ uh, biết được họ mượn tiền ở trong cái cổ phiếu của họ ra để họ xài thành ra chính phủ mỹ bó tay không có đóng thế được Đấy không còn mấy cái quỹ từ thiện nữa đó để bây giờ mình thí dụ cái này là mọi người uh, dễ hiểu nè tại vì cái này nó cũng khá nổi tiếng đó là gia đình của bà Clinton phải không rồi giờ gia đình của ông cụ tổng thống Mỹ Clinton đó mặc dù họ ông bà không phải là tỷ phú ông bà chỉ là triệu phú thôi nhưng mà ông bà cũng có một cái quỹ từ thiện khá là nổi tiếng nó gọi là The Clinton Foundation đúng không và mọi người biết cái Clinton Foundation trong ban giám đốc của nó lại không là Chelsea Clinton tức là con gái của hai người đó tức là nó cách khác có nghĩa là gì trước tiên á cái quỹ từ thiện Clinton Foundation đó nó được quản lý bởi một cái công ty khác nhưng mà cái người chủ thật sự của cái quỹ từ thiện đó đó là gia đình của bà Clinton bao gồm con cháu của bà và tiền mà con cháu bà xài là cái tiền lương mà cái quỹ từ thiện nó phát tại vì nó nằm ở trong ban lãnh đạo của cái quỹ từ thiện đó thấy không thậm chí mà, mà, nằm trong ban lãnh đạo á, thì có thể phát lương nó vô tư luôn á và những cái tiền lương mà phát trên đó là đều được trừ thế hết tại vì quỹ từ thiện căn bản nó không có đóng thế à, bao nhiêu nó cũng ray up được hết á và cái chi phí đi lại á, cũng là chi phí của cái quỹ từ thiện đó đó mọi người thành ra là gì gia đình họ coi như là vẫn coi như là có cuộc sống dương giả mà không cần phải lo bị đóng thế à, không tiền vẫn xài phà phà cái điều mình thí dụ cho mọi người là gì Mấy cái quỹ từ thiện đó đó nó được quản lý với những cái người tỷ phú họ thành lập ra mấy cái quỹ từ thiện đó, thật ra là họ để tài sản của họ đó thôi tại vì mấy quỹ từ thiện nó không có bị đóng thế, Thấy không? Nó được quản lý bởi những cái công ty khác. Nhưng mà những cái người chủ thật sự, những cái người thừa hưởng thật sự đó là con cháu của mấy người đó. Và tiền mà họ xài á là do cái quỹ từ thiện nó chi trả. Mọi chi phí của quỹ từ thiện nó chi trả. Thấy không? Và mọi chi phí đó nó đều được ray off hết tức là không bị đóng thế gì đây đều được khấu trừ hết không bị đóng thế Đại không đây cái cái quỹ từ thiện có nghĩa là gì nó không có phải giống như là mọi người mà coi như là đi phát từ thiện ở đây Đại không cái từ từ thiện là cái từ ừ, dịch ca tiếng việt nam thôi chứ thật ra là gì mấy cái quỹ từ thiện á nó giống như là cái công ty vậy đó ví dụ như, nó giống như là một cái công ty tức là gì mấy ông tỷ phú đó họ thành lập ra mấy cái đó trước tiên là thành lập với cái mát là quỹ từ thiện để cho họ không bị đóng thế Vậy dĩ nhiên cái hoạt động của mấy công ty đó là gì? kiếm tiền và sau đó dùng tiền đó để làm từ thiện Đấy không? thành ra dĩ nhiên nó không bị đóng thế rồi đó nhưng mà gì cái idea đây là gì những người chủ thật sự của những cái công ty đó là con cháu của mấy người tỷ phú đó gia đình của mấy người tỷ phú đó và tiền bạc họ xài là được đều được chi trả bởi cái quỹ từ thiện đó hết Đấy không thành ra tới lui là gì họ đâu có bắt đồng nào đâu dĩ nhiên còn được tiếng thơm là làm từ thiện nữa đó mọi người thấy không chứ chứ kể như là xưa nay người ta nghe nghe nói tới từ thiện tôi tưởng là, từ thiện mà giống như là cứu trợ vậy đó phát cho mọi người uh, chút tiền vậy đó. không phải mấy cái quỹ từ thiện á mấy cái mấy cái foundation hay mấy cái uh, non profit đó, có nghĩa là nó làm giống như một cái công ty nhưng mà công ty đó nó không phải là nó kiếm lời đến bỏ tối mà là nó kiếm tiền lời đến làm từ thiện đúng không thành ra là gì mọi chi phí nó không có bị đóng thế và mọi chi phí của nó đều được khấu trừ hết thành ra là gì mấy cái người tỷ phú họ xưa nay họ rất là siêng năng thành lập mấy cái quỹ từ thiện luôn Tại vì thứ nhất là gì họ để tiền đó họ sẽ không bị đóng thế con cháu của họ có thể thừa hưởng mấy cái đó cũng không bị đóng thế và tiền bạc mà gia đình con cháu của họ xài có thể chích ra từ cái quỹ từ thiện đó mà cũng không có bị đóng thế luôn tại vì có thể khấu trừ được hết trơn à cái idea mình muốn cho mọi người thấy là gì? Chúng ta phải xác định những tư chí là tỷ phú hay nói chung người nào mà có mấy chục triệu, mấy trăm triệu đô á Là họ tính giỏi hơn chúng ta Dĩ nhiên là à, Có thể nói là họ giỏi hơn chúng ta luôn Thành ra là không có chuyện mà chúng ta biết tính Đường mà coi như là à, Lo đường hậu hỉnh hay là bảo vệ tài sản cho chúng ta Rồi họ không biết tính Họ tính còn bao nhiêu lần chúng ta Mà không phải họ tính nữa, Mà là họ mướn bao nhiêu người chuyên gia tính dùm cho họ tại vì tiền mọi người nghĩ xem họ giàu cái đó mấy cái người mà đã gia giàu cái đó họ đâu có quan tâm tới cái số tiền mà coi như là dài trăm ngàn đô hay dài chục ngàn đô hay thậm chí dài triệu đô đó mọi người nghĩ xem tới dụ mọi người có mà có năm bảy chục triệu hay là trăm triệu gì thôi chứ khỏi cần lên tới bậc tỷ nữa dài chục ngàn đô trăm ngàn đô mọi người nghĩ xem tới lúc đó mọi người không xài tiền mà không cần suy nghĩ luôn á thì cái điều đó là xem vậy đó Đúng không Thành ra là không có chuyện mà không quyên tiền gì cho từ thiện ở đây hết á Mọi người chúng ta xác định nè Mọi người có bao giờ mà thấy con con cháu tỷ phú nào mà nghèo hay không? <cười> mà, mà <cười> dĩ nhiên là không rồi đúng không? Dĩ nhiên là tụi nó Và nếu mà mọi người xem đó Tụi nó cũng làm những công việc rất bình thường thôi Nhưng mà mọi người thấy tụi nó có nghèo hay không? Vậy mọi người nghĩ xem tiền nó đâu ra Đó cái đi ở đây thôi hai mọi người có thấy là gia đình ông Trump không từ già tới trẻ còn có thấy có, có ai nghèo không đó <laughs> hay là mọi người thấy diễn viên ca sĩ tài tử đó. mọi người thấy con con cái của mấy người diễn viên ca sĩ tài tử thứ chứ uh, mấy người đó diễn viên ca sĩ tài tử họ chỉ có vài uh, chục triệu và trăm triệu đô thôi mà mọi người thấy con cháu của họ sống không <laughs> không có chuyện mà quyên hết cho từ thiện ở đây nha mọi người cái đó chỉ là một cách mà các đại gia tỷ phú Mỹ người ta giấu tiền thôi à, Người ta né thế vậy thôi Thôi video đi dài xin chào và tạm biệt mọi người nha Bye bye